À, em xin chào tất cả mọi người nhé. Đến với clip tiếp theo của em. Hôm nay em vào buổi tối, em đi khám phá một nghĩa trang. Những bộ dọn dẹp ngày Tết, họ Tết các bác xem, các bác thấy hay ủng hộ like bằng cái kênh giúp em nhận đây các bác. Trước mắt em đi tới đây, các bác đó là một ngôi mộ. Họ để toàn khu mô lại cũng có để phải để những bông hoa hoa cúc này này, họ thắp hương bông hoa cúc này, đây mộ trẻ con này đó, đây này, đây là mộ trẻ con này, đây là ngôi mộ trẻ con này, họ để hoa những bông hoa đây này, đây cũng có một ngôi mộ trẻ con này. Những ngôi mộ nào cũng phải để chậu hoa này. Đây, đúng không? Ngôi mộ nào cũng phải để chậu hoa cái này là có. Đây. Ôi, ngôi mộ này phải để mình quên kẹo này. Đó, thì hương này. Họ để mua mộ này, họ để cả chỗ hoa này. Hoa đổ thì kìa quá, mua mộ nắng để chỗ hoa đúng không? Trên này cũng để chỗ hoa hết các bác, em đi khám phá những mộ ban đêm gần hơn 6 giờ rồi, để tôi quay cho các bác xem. Đây, ngôi mộ này nó còn một gói bánh này. Em đi tới đây. Ngôi này vẫn còn ngôi gói bánh này. Ngôi này còn quá này. Ngôi này để chậu hoa này. Hai chậu hoa bên cạnh luôn này. Đây là nó đi khám phá cho các xem. Này, ngôi mộ này. Ngôi này có mù này. Bọn nó để chậu hoa nó có. Để mộ này vẫn để chỗ hoa được không bác? Mộ này có để chỗ hoa này luôn này, có để chỗ hoa trên này luôn này. Ngôi mộ nào để chỗ hoa buổi tối này, ngôi mộ nào thì chỗ hoa có bác, không sợ không bác? Ngôi mộ nào để chỗ hoa được không bác? Hoa này vô này cái cật đựng thuốc này, có gì đâu, được hoa cúc, được đây này, có đựng hoa cúc này, mộ này thì không để, mộ này không để các bạn. Mộ này để hoa này. Có nhìn đâu, bộ nó để hoa đây, này. Bộ này để hoa này. Trời tối nó có nhìn đâu. Bộ này để hoa này. Bộ này để cắm hoa này. Bộ này để cắm hoa hồng với hoa trắng. Để này. Hương bộ này hương thì còn chưa tắt này, có. Hương cắm cái này là hết tắt luôn rồi coi. Hết rồi, tắt rồi. Này thì không để vấn đề cái này thôi. Hương lại vẫn không tắt luôn các bác. Cúng cũng không tắt luôn. Đây ngôi mộ này thế này. Ngôi mộ này để cả chỗ cao này. Đấy, nhìn nào. Vẫn không tắt này. Nhìn này. Ngôi mộ này thế này. Cũng không tắt luôn. Ngôi mộ này để lấy chuối này. Để lấy chuối vẫn hương vẫn không tắt này các bác. Ghê chứ quá cơ. Ủa lạnh quá. Để cả lồng bia này cơ. Đấy, cả lồng bia. Quay cho con xem rồi.
vừa mua bộ này để vừa để hoa này vừa để hoa cúc này luôn này, hương vẫn ở trên này luôn. Nhìn nào, quay xa chỗ quay xa. Theo thùng về rồi quá. Tối rồi các bác nhìn nào, trời tối rồi, chuyện tối rồi. Các bác thấy trong ngôi mộ này để gọi bánh con này ở đây này. Ủa sao họ để con này ra đây, họ để con này này. Họ để vội bánh với cả kẹo đây này. Đừng có mộ xưa, đừng có mộ. Ủa các bác nhìn thấy không? Ủa kỳ không các bác? Kỳ lạ không? Không có một ngôi mộ nào kỳ lạ này các bác. Rồi các bác thấy video của em hay, ủng hộ like, đăng ký kênh cho em nhé. Rồi em xin chào tất cả các bác, hẹn các bác clip tiếp theo. Tối rồi các bác. Ở em về đây sợ lắm các bác.